Kính thưa quý vị, Việt Nam đội sổ về đóng góp cho nhân loại. Việt Nam bị một bảng xếp hạng đặt ở vị trí đội sổ về đóng góp tổng thể cho nhân loại. Good Country Index là bảng xếp hạng mới ra mắt của một tác giả, nhà tư vấn chính sách Simon & Hồ. Kết quả của bảng xếp hạng nói Ái Nhĩ Lan đứng đầu thế giới, còn Iraq, Libya và Việt Nam cùng xếp hạng dưới đáy, theo báo của Independent của Anh. Trong ba nước này, Việt Nam thứ 124, đứng sau cả Iraq 123 và chỉ trên có Libya 125. Các đánh giá đóng góp của 125 nước dựa trên 7 tiêu chí về thành tích như khoa học, công nghệ, văn hóa, hòa bình và an ninh quốc tế, trật tự thế giới, khí hậu, thịnh vượng, bình đẳng và sức khỏe. Trong các yếu tố được xem xét có số lượng sinh viên nước ngoài học tại nước đó, tiền dành cho gìn giữ hòa bình, số lượng giành giải Nobel. Ái Nhĩ Lan đứng đầu và cùng nhóm đầu bảng là các nước vùng Bắc Âu được cho là có đóng góp chung nhiều nhất cho nhân loại và hành tinh. Hơn hẳn các khu vực khác trên thế giới, Anh Quốc đứng thứ 7 và Hoa Kỳ đứng thứ 21, trong khi Kenya đứng thứ 26 trên toàn cầu, nhưng là quốc gia đứng đầu châu Phi vì đã nêu ví dụ đầy cảm hứng về đóng góp có ý nghĩa xã hội. Trong 10 nước đứng đầu thế giới thì 9 nước thuộc khu vực Tây Âu, tính tổng thể. Tuy thế, các chỉ số cụ thể của từng nước lại khác. Ví dụ, Mỹ đứng đầu thế giới về đóng góp văn hóa, Tây Ban Nha về chăm sóc y tế, Hoa Kỳ bị tụt xuống hạng thứ 21 vì bị điểm xấu trong một đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, theo bài báo của Independent. Nga bị xếp hạng 95, gần với Honduras và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài các hạng mục này, người ta cũng đưa vào các tiêu chí như số sinh viên nước ngoài đến du học, số tiền một nước bỏ ra để gìn giữ hòa bình và đóng góp cho sự phát triển quốc tế, cũng như số giải Nobel có được.